sau chiến năm là cả tàn của mấy pin nóng tôn phú chú cần họ đưa mở bán hạc bành sau mấy cả tàn của mấy pin nóng và căn bấm làm chương trình truyền hình khoảm tay kẻ đài phát thanh lên truyền hình thành hòa bình phát tính kênh VTV há đài truyền hình Việt Nam sau chiến năm là cả tàn có hề lai bơn ní tính địa bàn huyến Lạc Sơn bảo mỹ phân quản nguy cơ xảy hàng chục HA ăn kháo vú chiêm thực thán nắc doán ba xíu nắm tưới Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn có hề chỉ sợ bọc tàng, phòng chuyên môn, bóm 5 lờ cạc xà sẽ khẩn trương triển khai, nằm giải pháp bán hán, đảm bảo nắm tưới phục vụ hơi hề trên hề láo nông nghiệp. Vấn đề chỉ lại ghi nhấn cuồng phấn thị y cái chương trình, sau mời cả tàn bà căn bóm làm. Vũ chiêm pin ní, bán ong man xả chi đáo huyện Lạc Sơn, năm xịp cáo về bẹt hát a kháu. Bữa ba, doán lẹt hoán tiêu đơn, sự bay nằm mứ khớ ní xây hệ thơ bực nám cuồng nằm phai hồ lồng tằm. Bảo thế lơ bơm nám khớn hệ thống huế mường, tông nà, bái phục vú tư tiểu. Nên bà dù lai tin tông nà, đin có hề bắt đầu tạch, bơ kháo có lương, mà lo mí nguy cơ chỉ xia bảo nhàng lái kháo. Có hề khớ một tuần ní, bán có huy động lực lớn tốc cần, bái bông máy bơm mà lo sụp ống dẫn nám, cà phai bưới, kháo bái tư tiêu hơi diện tích kháo thực hán. Nọc bán ong man, tên địa bàn xa trí đáo, có những lai tông nà phình mí nguy cơ hạn hán xoán xíu nằm tưới. Bây giờ cái diện tích nó hạn hán thì bây giờ là nước ao hồ thì không đảm bảo nó. Không ngập qua cái cống để chảy cho trên ní xe nám có hán hán nám rụt nóc phải co bảo những đảm bảo bảo ngập hoạt cống bảy nám lay lồng tông nà trên ní xe diện tích hán hán CCHA giải pháp hứ bán xe co bảo hiểm mì máy móc ba mửa bơm nám bán hán hán trên ní xe co lái lãnh đạo ủy ban nhân dân xã mu làm hoạt dương máy dù phóng nông nghiệp kẻ huyến ở mà hứ bổ mì pin nóng một khoái co bóm năm lo bán xứ tàng ống bơm tớ huế khuyến ăn nám bán hạn hán để bơm dưới sông lên dẫn nước để chống hạn. Trước hết là chúng tôi là tập trung vào chỗ xóm ong man trước, xóm ong man hiện nay đã Atana C một khoái có tập trung dù bán ong man, doán ba bán chở ní mì nám có hề hái mất nằm phai hồ, bảo mì nám bái bơm. Một khoái có phải bơm dù tớ huối khướn, mà là bơm dù tớ huối xe rất là cay, khoảng 2 hoái mét. Nên ba hoạt tông nà có rất là khô khào, hứa việc bơm. Có đề nghị hoạt cập tình choa dưa ngàn chén bác sĩ bái xà choa dưa hớ bán, bơm nám, bán hẳn hán ở kháu, có chẳng tập khướn. Để nó lúa để nó phát triển. Theo báo cáo kẻ phóng nông nghiệp L phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn, vú chiêm pi sang bán sạch xam, mất huyến có hề hiện mốm việc làm xèo, sạp bán hát hoái HA, lái một hoài phần hoái kế hoạch. Ngay tại gốc vú xê nằm xà có hề hiệt ha hoạt bổ mấy pin nóng nông dân, chủ đống bay lóng mương rủ tông nà, tích chữ nám phục vú hơi hề trên hệ lào. Tên địa bàn huyến, chân ní xe mì sau hoài xí phai đập phục vú hơi tế tiểu, hớ con nằm, lo tình các hoái có số, canh mương tông nà. Cuồng nán C có hề đầu tư kiên cố hóa lấy hơn hộp xịp hát văn hoái. Quản nghi cơ hẳn hán sung, huyến có hề chủ đống bay giả soát địa bàn, khấn trương hệt bay khảo lằn biến pháp, bán hán cứu kháu. Chỉ đạo các đơn vị chỉ sợ bọc tàng hoạt nằm đơn vị thực hành nắm nắc, C có hề choi dưa hớ dưng máy móc, mà là choi dưa sang theo quy định, bái bơm nám ca nằm ti mì nguật nám bên dòng ba phai huối, khướn bái bán hánh nám, hớ diện tích phần thực hành nắc. Ủy ban nhân dân huyện có hệ chỉ sợ bảo tàng, phòng chuyên môn phối hợp lo nắm phòng chức năng, theo dõi sát thông tin tình hình dự báo thời tiết, bái mì kế hoạch, kịch bản tổng thể, bái phòng, bán hán, xác định gió nằm diện tích kháo mì nguy cơ thực hán, bái mì nằm giải pháp ứng phó lưu chờ. Bóm năm lo nán xê tiếp tục huy động cần dân, ở quân bay lóng mương, bành bóng nằm tuyến canh mương, bái đảm bảo nguồn nám tưới phục vụ hơi hết chín hết lào. Bóm nắn, buôn tành, phương án, chuyển đổi cơ cấu con nằm, đối là nhòm khổ khẩu, 30 năm tưới, lo đi nà bao mì hiệu quả.